Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Đa-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi xiểm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, sanh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Trong tin mừng theo Thánh Luca hôm nay chúng ta vừa nghe: Kinh Magnificat kết thúc 2 trình thuật truyền tin và thăm viếng. Nó được trình bày như một thánh ca tạ ơn mà Đức Maria dâng lên Thiên Chúa để ca tụng đặc ân được chọn làm mẹ Thiên Chúa. Bài thánh thi này được dệt bằng những công thức cựu ước rất cổ truyền. Đây là kinh kết tinh lòng đạo đức của dân Thiên Chúa xưa. Lời kinh diễn tả một cách khéo léo các tâm tình sâu xa của Đức Mẹ: sự cảm phục, niềm phấn khởi, đức khiêm nhường và tấm lòng tạ ơn. Bài kinh này là lời kinh xứng hợp cho mọi người và cho toàn thể giáo hội. Nó diễn tả trọn vẹn thái độ của giáo hội và của mỗi người trước tình yêu của Thiên Chúa. Hãy luôn yêu mến, suy niệm và đọc lời kinh này trong sự liên kết mật thiết với Đức Maria, để muôn lời ca tụng lòng từ bi lân tuất của Thiên Chúa. Đức Maria hồn xác lên trời, niềm vui và hy vọng cho mọi người. Việc Đức Maria lên trời hồn xác không chỉ là niềm vui của riêng mẹ, mà đó còn là niềm vui cho toàn thể giáo hội, trong đó có mọi người. Mẹ lên trời đã đảo lộn mọi giá trị. Từ một người tự xưng là nữ tỳ của Thiên Chúa, từ nay sẽ được gọi là nữ vương thiên đàng. Ngay trong lời kinh Magnificat, chúng ta thấy mẹ đã nói lên tâm tình ấy: nâng cao người phận nhỏ, người đói khát được no đầy ân phúc. Với việc mẹ được lên trời thì những lời ca tụng của mẹ đã thành hiện thực. Do đó, nhìn lên mẹ cũng sẽ nhận ra dáng dấp tương lai của cuộc đời mỗi người. Ngày nay, chúng ta đang là những người phận nhỏ, những người đói khát. Nếu chúng ta cùng bước đi trong đức tin như mẹ, chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang như mẹ. Cả cuộc đời xương thế,
mẹ đã trung thành với hai tiếng xin vâng của mình, luôn tìm ý Thiên Chúa. Hãy mến yêu Chúa và theo Chúa như mẹ, để được hưởng vinh phúc như mẹ. Phải bắt đầu chọn Chúa ngay từ bây giờ, khi còn sống ở dương gian. Không thể có thiên đàng vinh phúc nếu ngày nay không chọn Thiên Chúa. Mẹ được hồn xác lên trời vì cả cuộc sống dương gian mẹ đã hoàn tất việc lựa chọn xin vâng theo ý Chúa của mình. Vì trung thành xin vâng theo ý Chúa và kết hợp trọn vẹn cuộc đời của mình vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, Đức Maria đã được lên trời hồn xác. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể giáo hội trên đường lữ thứ trần gian này luôn trung thành với đức tin và sứ mạng loan báo tin mừng, để trở nên dấu chỉ của nước Chúa vinh quang cho mọi người, mọi quốc gia và mọi dân tộc. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết noi gương mẹ, sống trung thành với đức tin của mình và luôn mau mắn vâng theo ý Chúa, để mọi người cùng được Chúa vinh thưởng trên trời với mẹ. Trần hoàn hòa vang tiếng ca mừng mẹ Maria, thật diễm phúc bao la mẹ được hôn sáng lên trời. Nay cùng với giáo hội và cùng Chúa Thần Thánh nơi nơi tung hô danh mẹ, mẹ Chúa muôn đời. Nơi thế chân mẹ hằng xin vâng, đau đớn bao lần không lời than thân nhưng vẫn luôn đón nhận hồng ân. Trần hoàn hòa vang tiếng ca mừng mẹ Maria, thật diễm phúc bao la mẹ được hôn sáng lên trời. Nay cùng với giáo hội và cùng Chúa Thần Thánh nơi nơi tung hô danh mẹ, mẹ Chúa muôn đời. Ôi nữ vương dịu dàng yêu thương, là hoa tươi thắm ngào ngạt thương ngát bay thiên đường, là sao sáng giữa trời tỏa lan ánh sáng người, soi đường con tới nơi chứa chan an bình chẳng vơi. Trần hoàn hòa vang tiếng ca mừng mẹ Maria, thật diễm phúc bao la mẹ được hôn sáng lên trời. Nay cùng với giáo hội và cùng Chúa Thần Thánh nơi nơi tung hô danh mẹ, mẹ Chúa muôn đời. Thân diễm phúc mẹ cứu mang chính con Chúa Trời, từ nay đến muôn đời và nhân thế bao người không ngừng ngợi khen và hát vang mẹ thật vinh quang. Trần hoàn hòa vang tiếng ca mừng mẹ Maria, thân diễm phúc
với giao hồi và cùng Chúa Thần Thánh nơi nơi tung hô danh mẹ mẹ Chúa muôn đời. Trần hoàn hòa vang tiếng ca mừng mẹ Maria, thật xem phúc bao la mẹ được hôn xác lên trời. Nay cùng với giao hồi và cùng Chúa Thần Thánh nơi nơi tung hô danh mẹ mẹ